Đây nha các bạn, thì mình đây có cái phần mềm máy phát điện. Thì đây mình sẽ vào cho các bạn xem cái phần mềm máy phát điện tuần hoàn này. Đây là nguyên một bộ combo bản vẽ về máy phát điện tuần hoàn nha các bạn. Hiện tại cái này á, là nó đang xài chữ của nước ngoài. Thì cái này mình phải dịch ra thì mình mới đọc được. Mấy cái này thì mình dịch ra một khúc rồi, nhưng mà mình chưa có đưa lên đây. Mình dùng Google dịch để mình dịch. Thì đây, chữ nó cũng hơi rất chi là nhiều. Đây nha, đây là có phần mềm hết, nhưng mà cái này mình phải có Google dịch thì nó mới dịch cho mình. Ví dụ như cái này, số này là bao nhiêu năm nào này. Cái này mình có thì từ rất lâu rồi nha các bạn. Có thì rất lâu rồi nhưng mà mình không có làm được. Vì cũng có nhiều chi phí rồi, các thứ linh tinh. Mình chưa có làm. Đây, đây là những cái bản vẽ này. Bản vẽ Bully đi như thế nào này. Rồi truyền sang như thế nào này. Cái này là điện áp RAM là bao nhiêu này, 2500 vòng này, điện áp 18V này như thế nào đó, thì ở trên bản vẽ này nó có đầy đủ hết này. Đây, BCDS là có hết này. Mình kéo này thì nó hơi nhanh. Còn cái như đây là cái gì là mình cũng chưa có tham khảo tới. Nói chung là mình không có đam mê về cái điện vĩnh cửu này. Cái này là điện vĩnh cửu nha, chứ không phải là điện tuần hoàn nha các bạn. Cái này đang, cái này được bên kia người ta cấp bản quyền, nên là mình có làm theo thì cũng rất ok. Như vôn rồi ampere như thế nào đây, nó cũng đã tính sẵn hết cho mình rồi này. Được cấp bản quyền từ bên nước ngoài này. Cái này mới được cấp. Cái này rất chi là dài, chứ không phải là như đây. Đây là động cơ, nó gồm có là bao nhiêu cuộn dây này, phi bao nhiêu này, đấy, cốt này, ở bên trong stator này, rotor như thế nào này, là đường kính bao nhiêu này. Đây nha các bạn, mặt cắt của nó và đường kính nó chiều dài rộng bao nhiêu này, có hết nha. Đấy là 15.000, ở đây cũng là 15.000, tương đương với 1,5 m. Đấy, đây bản vẽ chi tiết. Nói chung là cái này các bạn nào mà cần á thì mình gửi cái file này qua, chứ còn xong rồi các bạn tự dịch lấy, dịch trang tiếng Việt, dùng Google dịch chụp hình ảnh rồi các bạn tự dịch. Chứ mình mà dịch nói đây là nó rất chi là nhiều chữ nha các bạn. Trước đây thì mình cũng đã gửi cho mấy bạn cái bản này rồi mà chưa có ai làm theo á. Họ toàn làm theo cái có họ nghĩ ra và họ là tự làm không ạ. Không theo một cái thứ tự nào hết á. Vì mấy cái này này giờ cái chữ này là mình phải dịch ra hết. Thì có thời gian thì mình mới dịch ra được. Hiện tại đây những cái này là mình chưa có dịch ra. Nên là các bạn chỉ có nhìn qua chữ như thế này thôi. Đa số mình kéo tới cái phần mà xem hình không ạ. Còn mấy cái này mình làm biếng dịch và đọc lắm. Nào, để mình xem coi cái hình nó nằm ở đâu. Đây. Đây, như sai là bạc đạn này, bạc đạn nhồi này. Có vú mỡ này. Đây. Mình thường thường mình nghiên cứu xem mấy cái hình này thôi. Và cuộn dây này. Nên họ làm như thế này đây. Đây. Cái lúc nãy là nói là một 15.000 cm gì đó. Đây. Đấy, dùng motor để kéo này các bạn. Đây, cuộn dây thì họ làm như thế này đây. Bữa mình chỉ có xem là nghiên cứu mấy cái thằng này thôi. Đấy, là
nghiên cứu mấy sơ sơ hình ảnh rồi kết cấu rồi máy máy này là cái motor, cái gì con boss này là giống như điều chỉnh tốc độ này, ở đây rồi dây như thế nào nó có cho mình nè, còn mình có làm theo được không này. Đây cái này nó vận chỉnh như giống như volume đó mà. Đây hoàn thiện như thế nào đấy, cả một cái file file cho mình làm, bắt đầu gác lên. Cái này thì có rất lâu rồi, chắc cái này mình có lâu lắm rồi, nhưng không không nhớ nổi. Đây mấy mấy cái mạch rồi cuộn dây 20 gâu gì nè. Đây nói chung là cái này không biết có mình có làm được hay không, nhưng mà nó có phần mềm như thế này thì đã được người ta công nhận rồi, nhưng mà mình không có thời gian để làm và không có tiền bạc mà để nghiên cứu mấy cái thằng này. Nó vẽ ra nào là mặt cắt, nào là cái này cái kia, thì nói chung là các bạn muốn cần đến thì mình gửi cho thôi, còn chữ ký rồi này kia đây thì người ta đã có sẵn rồi này. Bạn nào mà cứ đam mê thì mình gửi cho cái file này cho các bạn làm. Đấy nó chỉ đơn giản là vậy thôi, bạn nào cần đến thì cứ alo mình gửi cho cái file đấy, file máy phát điện nha bạn tuần hoàn. Hay là bên cứu thì các bạn theo suy nghĩ sau cũng được, nhưng mà cái này dịch ra rất chi là nhiều, phải cả một cái cuốn sách cho đó chứ không có nhỏ đâu ạ, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đấy cái này thì mình lấy rất chi là lâu rồi nên mình cũng gắng lần này thì mình trả cho các bạn xem, và bạn nào yêu thích cái này thì mình sẽ gửi đi, và số điện thoại thì trên màn hình cho các bạn kết bạn được không kết bạn thì cứ nhắn tin cho mình để cho các bạn tự do nhắn tin, mình gửi file qua thôi là xong, không cần phải kết bạn. Mấy cái này là mình đã dịch ra rồi, nhưng mà dịch có một khúc thôi, mình dịch có một khúc tới đâu đây này mà quá trời giấy luôn, quá trời chữ luôn nên là mình không có dịch nữa. Nó chạy từ 5 đến 10 kW mà tới cái này là 15 kV trên một ngày 85A mình mới dịch tới đây à. Trên ngày hôm nay là 15 kW, 15 đến 25 kV là điện áp đó. Điện áp và 85A thì bạn nhân lên là các bạn biết kilovolt chứ không phải là 25 250V đâu nha. Điện áp nó rất chỉ là cao. À nó chỉ cần nhỏ thôi, nó công suất nó tính theo công suất mà. Cái này thì lúc nãy mình xem sơ rồi. Điện áp của nó là chạy có thể là lên 10 kW trên giờ, từ 10 đến 15 kW trên giờ với một bộ như thế này. Tùy theo cái mình sử dụng là điện 120V hay là 230 240V. Điện gia dụng mình ấy. Tùy theo cái mình sử dụng để tính dây để mình ra số vôn mình mong muốn sử dụng cho gia đình mình là nằm đây. Còn sẽ tiến tới làm về 3 pha đây để tối ưu. Nhược điểm là có thể là bạc đạn, có thể là thời gian dài, có thể là mau hư này kia, nó nằm khu này mình mới xem qua một lần là mình không có nhớ rõ nằm như thế nào, và mình chỉ quan trọng là cái vôn và cái kilowatt kilovolt và sinh kilowatt trên giờ là nó nằm ở khúc này hết rồi.
Thì các bạn nếu mà có phần mềm thì các bạn về dịch thì ra thôi. Rồi các bạn cần đến thì cứ nhắn qua mình, video của mình làm tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn.